Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến xem kênh Nguyễn Trung Vlog của mình. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục lại đi đánh chim hút mật nữa bạn ơi. Cái lập đó thì mình treo phía đây. Đó. Giờ thì mình cứ để đó thôi. Rồi mình sẽ chia sẻ thêm một cái cây thuốc hạ thủ ô các bạn. Giờ thì mình sẽ đi cho các bạn xem. Cái lập chim thì mình treo lần đó bạn ơi, để dính không dính gì thì tính sao. Giờ mình đi lại cái cầu này, mình xin chia sẻ với các bạn một cái dây này rất là quý luôn. Nó nay nó cũng ngàn năm luôn các bạn, hà thủ ô ngàn năm đây nữa bạn. Đây lá nó đây. Lá nó thì cái cách nhận biết cái lá của nó là lá nó là ở vực dưới này cũng có lông nhám nhám luôn, có lông lông nhám. Mặt trên nó cũng có cũng mấy nhưng mà nó ít nhám hơn. Còn là mặt dưới này nè, rờ vô là biết liền luôn, nhìn không thấy nhưng mà rờ vô là có lông lông nè. Còn cái thân nó nè, thân này. Này người ta đào cái củ về, ta ngâm rượu hoặc là ta nấu nước uống, kết hợp với nhiều loại thuốc mà. Còn mình không biết thì mình cứ bứt cái dây này về phơi khô nấu nước uống, còn không mấy thì mình về thì rửa sạch rồi cái bóc nhúm như đó thì bỏ vô ấm nấu nước uống luôn, không bổ về dọc cũng bổ về ngang mà. Còn đây là cái dây đó mà, cái gốc đây, cái gốc này đào có củ rất bự mà. Giờ mình không có đem đồ đào theo, đây thì mọc nhiều lắm bạn ơi. Ủa, đây mọc đây nhiều lắm, xung quanh cái bụi này là hà thủ ô. Hà thủ ô trắng à. Còn cái lá nhỏ nhỏ này là lá giang. Lá giang. Còn lá này lá gì không biết luôn. Nhiều dây dại, dây rừng, dây gì không biết luôn mà. Đây lá giang. Đây không có nữa các bạn. Có lá giang là có nó hay sao mọi người. Đây nó. Đây nữa các bạn, đây, bò lên cây chôm chôm luôn ạ. Này thì quá trời tốt luôn. Không mà cái này nó tốt dữ thằng. Ủa cái này nó tốt bằng lá chôm chôm luôn mọi người. Y hệt lá chôm chôm luôn. Đây, mũ không? Vấn đề là lá này có lông với nó màu nó hơi nhạt hơn cái lá chôm chôm thôi. Lá chôm chôm sẫm hơn. Đây rồi, lá rồi. Rồi, mặt trên nó đây. Còn lá chôm chôm đây. Đây mình bứt cái lá chôm chôm giống y cho các bạn xem nè. Hai nó đậu chung luôn. Đấy. Lá chôm chôm. Lá chôm chôm thì nó đậu đậm hơn. Còn lá hà thủ ô thì nó lợt hơn. Đây thì mọc đầy luôn. Cái này mình bứt về mà bứt hết cái chỗ này về uống nước cả tháng chưa hết mà. Đây mọc quang quá trời quá. Này mình đi dài theo mình bứt thì thôi luôn á. Này là lá nó không. Đó, nó dài là đẳng luôn rồi.
Đây là cái sầu riêng cái. Ừ, trái cặp hàng rào luôn rồi. Hàng hữu ô thì thôi, đừng nói tới ở khu này nữa, nhiều quá nhiều. Cái này để bữa nào mình chạy vô đây mình bớt về nấu nước uống không? Thì công dụng của lá này thì các bạn hay nghe người ta nói đó, là lá này uống thì nói lá thủ ô, hà thủ ô nè, muốn cho xanh tóc đỏ da rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô là nó đấy bạn. Ở đây có gốc chôm chôm bự chặt quá luôn, đây suối chảy. Rồi sau một hồi chờ lâu thì mình thấy chim nó không có về mọi người, mình chắc mình xin kết thúc video tại đây thôi. Chủ yếu ngày hôm nay là mình đi chia sẻ cách nhận biết cái dây hà thủ ô đó mà, hà thủ ô trắng đó mà. Còn đi đánh chim hút mật này chủ yếu mình đi dợt thôi. Nếu có thì mình chia sẻ thêm, còn không có thì mình cứ lấy đem về thôi. Chủ yếu mình hôm nay mình chia sẻ cái dây hà thủ ô thôi, chỉ đi test cái lập mà. Lập mình mới đứng bông cái cây rồi cho cái lập, chứ đỡ lúc trước chim nhét rồi không có về. Thì cũng lập em về thôi, cũng cần cũng lập về thôi. Rồi hôm nay mình xin chia sẻ như đây thôi, mình biết cái nào mình chia sẻ cái đó các bạn ơi, biết nhiều chia sẻ nhiều thôi. Mình xin hẹn lại các bạn đầu những cái video tiếp theo ha. Bây giờ thì dọn đồ đi về. Xin chào tạm biệt các bạn.